Đó, hôm nay cô Vương xuất hiện nha cả nhà. Vương ơi, hôm nay sinh nhật của em, có người gửi tặng quà cho em. Ôi, có quà. Mẹ ấy nha. Rồi em chưa chuẩn bị nữa nè. Này còn cách đứng độ mọi người. Tới công chuyện mọi người nha. Thì nói đầu tiên xin cho VDS Vũ Thu Phương gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hân hoan đến tất cả mọi người, những anh chị em, bạn bè mà đang có mặt tại kênh YouTube của Thu Phương Cá Viên Chiên, này kênh của anh Lô Tôi GPT và kênh của Toàn Vlog. Thì hôm nay là Happy to me, Happy to you. Đó, thì ngày hôm nay là ngày sinh nhật của 33 năm trước là một cô công chúa ra đời. Đúng không mẹ? Đúng đúng rồi. Hoàng tử. Cái mặt chỗ nào giống hoàng tử? Ủa alo. 33 năm trước phải hoàng tử không mẹ? Trời ơi. Tôi bốc mấy cúp bên Thái Lan về, mấy cúp cho tôi luôn đó. Ủa alo, mình còn thân đó. Nói chứ đã lâu lắm rồi. Thì hôm nay cũng là ngày sinh nhật hạnh phúc nhất cuộc đời của VDS Vũ Thu Phương. Thì thật sự mà nói thì năm nay em không có đãi nha mọi người nha. Tại vì sao? Bạn bè rất là nhiều, với lại nhiều anh chị em, cô gì chú bác. Em sợ mời người này không sợ người kia, không mời người này, mời người này không mời người kia. Mất công em sợ là sẽ giận này giận kia nó. Thì cho em một năm nữa đi. Thì năm sau nếu mà hoàn thành trách nhiệm thì em sẽ đãi và em sẽ làm lộ và làm thêm nhiều tiếp mục nữa hay là hấp dẫn nữa. Thì tối nay là sẽ có nhóm VDS Vũ Thu Phương để mà đến Lan Quế Phường để mà ủng hộ chúc mừng sinh nhật. Đó, thì hôm nay là sinh nhật của em. Đó, em rất là cảm ơn tất cả mọi người, cảm ơn anh chị em, bạn bè mình đã vào Facebook nè, vào trang bay nè, đã gửi tin nhắn và đã up hình em lên, đã gửi những lời chúc tốt đẹp đến em rất là nhiều luôn. Thì cái điều ước của em là em ước chị mọi người, những anh chị em, bạn bè, cô dì chú bác mình đó, ở gần ở xa đó, em ước chị là những anh chị mình luôn sống hạnh phúc, với lại hạnh phúc cùng gia đình nè, rồi sức khỏe nè, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ hết, lúc nào cũng kiếm thật là nhiều tiền nha mọi người nha. Bye bye tất cả mọi người. Đó, Phương ơi, Visa Lab tặng em 5 triệu để tối nay có thể em đãi bạn bè hay gì cũng được. Trời, bé Vi có nhắn tin em rồi mà em có nói với bé Vi là trời ơi bé ơi tặng cái gì mà nhiều vậy, em chỉ cần giống như là tặng gì cái bánh kem nhỏ hay là những lời chúc tốt đẹp mà được rồi, chứ tặng tiền chi. Đó thì bé Vi nói là cái muốn này ơi là cũng là tấm lòng mà. Dạ thì em sẽ nghe lời bé Vi. Bé Vi nói là cầm số tiền này để mà đãi các anh em hay là những chị em trong nhóm để mà ăn ốc hay là ăn cái gì đó. Thì em xin nhận số tiền này của bé Vi. Thì một chút nữa em sẽ kêu anh Hưng hay là kêu Toàn gì đó sẽ mua cơm chiên hay là mua ốc hay là mua những món gì đó để mà tặng gửi đến tất cả mọi người, những anh chị em đã đến chung vui cùng Phương nha. Và bây giờ thì Phương nhận được món quà của Vinsalad rồi. Thì Phương gửi lời cảm ơn đến Vi rất là nhiều nha. Chúc Vinsalad với lại gia đình luôn luôn lúc nào cũng sức khỏe nè, luôn luôn lúc nào cũng vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình nha. Vinsalad nha, cảm ơn em rất là nhiều luôn. Nữa hả? Tony Nguyễn hả? Dạ cảm ơn Tony Nguyễn nha. Cảm ơn Tony Nguyễn rất là nhiều luôn. Trời, cảm ơn em nha. Trời ơi, tôi không đủ bóng hay gì, tặng tôi bong bóng rồi trời ơi. Bữa nay tràn ngập niềm vui. Ok, anh gì ạ? Anh còn á đúng không? Anh còn tặng cho Phương cái bóp đúng không? Phải lắm. La luôn bây giờ đó. Nói chứ cảm ơn Vinsalad với lại cảm ơn anh Tony Nguyễn rất là nhiều nha. Cảm ơn Vi với lại anh Tony đã gửi cho Phương một món quà may mắn. Thì cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn. Và cảm ơn những lời chúc tốt đẹp đến mọi người nha. Thì một chút xíu nữa em coi có gì cà khịa hay là có gì vui vẻ để mà mang tới tiếp mục cho mọi người nha. Mong là mọi người xem clip vui vẻ. Thì mọi người không có từng tặng quà cho Phương đâu. Mọi người chỉ cần ra Lan Quế Phường 258 Nguyễn Châu La để mà ăn ủng hộ em một phần cá viên chiên 50-100 vui vẻ là em vui lắm rồi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Chúc cho những anh chị em bạn bè nào đó thì tối đêm nay ra đây ra quán 258 Nguyễn Tiểu La đó lại la ra đây chơi để mà chung vui sinh nhật với em nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Bữa nay Phương túc trực ở đây từ đây cứ dạ đúng rồi luôn thì đó, hôm nay là em sẽ túc trực từ đây tới 11 giờ tới trường nằm mà quán thôi thì thôi nha mọi người nha. Cho nên anh chị mình lăn quán không thôi thì em thôi. Quá chật cái miệng rồi, bấm quẻ nha bấm cho cái lỗ mũi càng ngày càng bự. Toàn thấy bữa nay Phương sao? Nào quá quen luôn. Cảm ơn một đêm overnight. Trời ơi, một đêm overnight. Bữa nay toàn một đêm overnight. Ê trời ơi. Trời ơi.
Trời ơi, đó chưa đó, chưa tới tháng 7 mà lắm như vậy cô hồn đó. Thấy Vương này là muốn lên luôn á. Trời ơi, lâu lắm rồi đó mọi người, thật sự á, một năm trời đó là một ngày này em mong nhất hồi xưa giờ là em chỉ chọc lắm như là thổi đàn cày đồ này kia kia nọ thôi, bây giờ là bữa nay em mới được thổi đàn cày thật sự nè mọi người ơi. Hồi hộp á. Thổi cây kèn của ba đó ba, nó miệng quá chờ. Nói chứ một chút xíu nữa thì sẽ có khách ra để mà chung vui hay là gửi những lời chúc tới em cho mọi người nha. Em mong là mọi người xem clip vui vẻ, mọi người chỉ cần ra ăn cái viên chiên ủng hộ em 50-100 đó là em vui là hạnh phúc rồi đó mọi người. Đó, cá sống là nhờ nước, còn em sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Và cảm ơn hai phần quà đặc biệt của bé Vi với lại của anh Tony đúng không Lâm? Của anh Tony rất là nhiều nha. Bye bye tất cả mọi người. Anh không có tiền bỏ vô rồi. Không có sao đâu anh, chạy đi, chút nữa mình cũng mua đồ ăn mình ăn mà. Chia đi em đó. Không, ý là cái này mua đồ ăn mà chia là bây giờ mình chia luôn hả? Ừ, nãy giờ diễn mà, nãy giờ ở đây diễn không à. Ủa alo, Vi. Alo, ai con nghe nè ba, ok ba, ok ok, em có công việc nha. Nói chứ một chút nữa em sẽ dùng số tiền này để mà mua cơm chiên nhân châu hay là mua ốc để mà đãi các anh YouTube với lại những bạn bè đến chung vui với Vương nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều và đặc biệt là cảm ơn Vi với lại Tony nha. Mua mua. Hồi nay đánh cái mồi tới thì tới không, những cái mồi tới không? Nè anh hơn chút mua đồ ăn đi. À, anh hả? Anh biết mua gì đâu. Hay chút em đặt cơm chiên đi ha. Đi, đặt cơm chiên với lại gì đi. Rồi biết Vi tặng nhiều vậy trời. Ơi. Lát hồi còn phần quà bí mật nữa. Còn phần quà bí mật nữa. Lát hồi tí xíu có nữa. Quà quá trời luôn. Hôm nay em không nghĩ là được mọi người yêu mến và được mọi người tặng quà nhiều như vậy đâu mọi người ơi. Đó thì mọi người nhanh chân ra quán Lan Quế Phường để mà chúc mừng sinh nhật của cô công chúa mang đầy năng lượng để mà ra đây ủng hộ em nha mọi người nha. Lại la lại la. Đó bây giờ em bóp bóng cho bể luôn. Ủa em thấy à? Em không có làm gì mọi người. Vương công chúa còn thấy Vương công chúa chỗ nào vậy? Ý là mà nhìn thoáng qua thôi, đừng có nhìn kỹ quá. Nhìn thoáng qua là toàn. Rồi, giống công chúa chưa? Giống lắm. Rồi lấy lại nè. Lấy diễn cũng nói diễn thôi. Ý là lòn tay, mình lòn tay tại vì người ta nói là đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Giống còn nói nhầm rồi, cái người kế bên vương giống công chúa. Ai? Nói giống hả? Có mình con đứng ông nội. Quá trời cái miệng ơi. Súc hả? Súc rồi. Trời ơi. Xúc liền hả sao? Nó bị méo rồi. Chết rồi. Xin lỗi mọi người. Tới công việc. Xả lấy nước miếng chấm vô luôn. Tùm lum tùm la. Mồ hôi á, để em vô em dán lại. Mọi người hôm nay cũng đến đây sớm nha mọi người. Nên để cũng chúc mừng sinh nhật. Mọi người có xem được clip này á, tranh thủ chạy ra nha để góp vui cùng cô Vương. Cô Vương thì cũng có nói rồi là cô Vương không có cần quà hay cần cái bất cứ gì hết đó, cô Vương chỉ cần mọi người đến ủng hộ quán, ra đây giao lưu vui vẻ cô Vương là ok rồi. Đó, để còn quay quán một vòng cho cả nhà. Em nghe nói là có một nhóm những show chúng của Phương đó để ra chúc mừng sinh nhật của Phương. Có Minh Tí, có Đông Đông, đồ đầy đủ nha mọi người. Mi Kim chúng bạn hay sao đấy? Dạ Hân ơi, hình như là sinh nhật em hôm nay hay hôm qua? Hôm qua. Hôm qua hả? Bữa nay là sinh nhật của Phương. Trời ơi. Nói chung là hôm qua hôm nay không quan trọng. Đúng rồi, thì là vui thôi. Lát hồi tí xíu nữa em cũng có bí mật luôn. Cũng có bật mí luôn. Của ai cũng có, không còn em đâu anh. Em chưa đến ngày mà. Em nhận trước được không anh? Được. Đó, hiện tại thì mọi người vẫn đang làm nha cả nhà. Chờ bận lát quá, không có phỏng vấn được rồi. Bỏ bận quá, không có bận phỏng vấn gì. Đó, hiện tại đang mới vừa. Mẹ nấu cây ra chị nấu chim. Không cảm em nha, tại em tém em còn thôi giờ thôi sẵn đây em gửi lời chúc cho Thu Phương đi cũng như là chúc sinh nhật của em. Chúc sinh nhật của em thì qua rồi thì anh cũng chúc em lớn thêm một tuổi ha.
Rồi cảm ơn anh Hưng nha. Gặp nhiều qua cái clip này em xin chúc Thu Phương bạn em sinh nhật năm nào cũng được vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Và em chúc Thu Phương càng ngày trong cái công việc mọi lĩnh vực nó càng ngày càng thành công nha mọi người. Thông cảm em. Ủa mà giờ không có chúc Thu Phương tìm được ý chung nhân không? Thu Phương á, mong mau. Đúng rồi, em cũng mong Thu Phương có chồng để cho mẹ tối có ngủ Thu Phương về hủ hỷ nha mọi người. Đó ơn Thu Phương ngủ nha mọi người. Đó điều đó cũng là một con để Thu Phương đi. Rồi. Hai cái thằng Vũ Khiêm đụng nhau đâu được đâu em. Hôm nay không thấy Vivi, Vivi hôm nay đâu rồi Giao Hưng? Vivi nó đi công chuyện anh ơi, nó xin nghỉ nó đi công chuyện. Ờ. Hôm nay không có Giao Hưng thì có Phú Trường qua phụ kìa. Chắc đến về. Đúng sổ về không không chi. Đúng sổ không chắc về rồi. Đó đây hôm nay là có anh Nguyễn Lý. Anh Đi anh cũng ra sớm. Anh Đi. Đó, hiện tại quán mọi người cũng đều đã vô thôi, còn xin kết thúc clip tại đây nha mọi người, có xem clip vui vẻ nha mọi người.